Shop về trường radio, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh vô số về trường radio ở góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ sau đó ấn vào chuông là quý vị và các bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ shop bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video những clip mới nhất số bên cạnh của tới quý vị và các bạn và video ngày hôm nay về trường radio hân hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn một đôi loa rất đặc biệt ngay trước mắt quý vị và các bạn nhìn qua cái e căng thì rất là quen thuộc chắc chắn đây là e căng của model tinh linh rồi tuy nhiên đôi căng này đã được độ lên được nâng cấp uh, lên nâng cấp ở điểm gì thì xin mời quý vị và các bạn cùng quan sát lại gần hơn nữa đôi loa tanoi tinh linh giờ đúc thì uh, sẽ không được sử dụng những cái đôi e căng mới như thế này mà e căng nó sẽ cũ hơn và cái tem này thường nó không sáng bóng và nó không đẹp keng như thế này tuy nhiên đây là một đôi tanoi tinh linh giờ đúc một đôi loa đến từ anh quốc của tanoi đấy e căng là e căng zin quý vị và bạn nhá đấy đây là model đầu tiên tanoi tinh linh hay còn gọi là giờ đúp này còn đầy đủ tem cờ cũng như là tất cả tuy nhiên thì e căng hàng về thì em cũng rất là bất ngờ khi em nó đã được trang bị một cái đôi e căng tuyệt đẹp luôn e căng này là e căng zin cũng của sự nhưng là thường của đời Tây Đúc hoặc là TV với đúp với đúp và được độ lên thay bằng chìa khóa thì ở đây chúng ta sẽ dùng một cái nấc uh, sử dụng để nhấc ra um, cũng như là đóng vào rất tiện lợi như các đời cao như là Stingling GR hay là uh, Turnberry GR thì mới dùng cái núm như thế này uh, người chơi ở nước ngoài người ta đã nâng cấp rồi để quý vị và bạn chơi và trải nghiệm rất là hợp lý luôn về tuyến loa hay cấu hình thùng rất là đẹp rất là khen một đôi loa này ở bên nước ngoài người ta đã chơi và người ta trải nghiệm sử dụng rất là kỹ ngay cả đến đôi e căng cũng còn tuyệt đẹp cực đẹp cực mới luôn đó tuy nhiên đôi e căng này không đúng đời vì vậy em vẫn giao lưu cùng quý vị và các bạn với mức giá vô cùng tốt nó sẽ rẻ hơn so với một đôi sử dụng e căng đúng đời 3 triệu đồng em sẽ giao lưu cùng quý vị và các bạn đôi loa này với mức giá là 40,5 triệu đồng thôi đó, 40,5 triệu đồng một mức giá rất tốt cho ta Stingling tinh linh giờ À, đôi loa này thì em đảm bảo bao zin. E căng cũng là e căng zin luôn cho quý vị và bạn. Nếu quý vị và bạn yêu cầu e căng đúng đời em cũng có uh, e căng đúng đời cho quý vị và bạn Tuy nhiên mức giá sẽ cao hơn 3 triệu đồng Là 43,5 triệu đồng Tuy nhiên một đôi e căng đẹp như thế này Mới như thế này mà lại còn tiết kiệm được thêm 3 triệu đồng Thì quá là hợp lý để chơi và trải nghiệm rồi Và đôi này đang có tình trạng là xuất sắc tuyệt đẹp luôn e căng này cũng rất là tiện lợi cho quý vị và các bạn e căng người ta đã nâng cấp để tiện lợi tiện sử dụng rồi quý vị và bạn chỉ việc chơi thôi đấy rất là tiện đấy về tuyến loa hay cấu hình loa thì em vẫn bảo hành cho anh em chơi rất là an tâm đấy vẫn bao quay đầu bao nâng cấp cho quý vị và bạn mọi trường hợp nếu quý vị và các bạn À, có nhu cầu nâng cấp hoặc là à, không có nhu cầu sử dụng có thể bách lại cho shop em em vẫn hỗ trợ quý vị và các bạn đôi loa này à, với tình trạng rất là đẹp rất là xuất sắc à, còn nguyên tem của Tanoi và tuyến loa thì em có thể quan sát này Zin ke em bảo hành cho quý vị và các bạn Đó, Việt Trí Audio anh hạnh giới thiệu tôi quý vị và các bạn đôi loa Tanoi Tingle model R dub với mức giá là 40,5 triệu đồng và mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn phối ghép miễn phí cũng như giao lưu các sản phẩm audio xin mời quý vị và các bạn liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tâm biển hoặc trực tiếp qua shop em trải nghiệm tại Hà Nội. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.